Rồi, ok, xin chào các bác. Hôm nay em lại xuống nhà bác Nghiệp ở dưới Ân Thi Hưng Yên. Lâu lắm rồi không qua nhà bác ấy chơi hôm nay. Em chào anh nhá. Ôi. Hơn năm trời rồi nhờ. Nay ông anh đi chơi, em bảo qua nhà bác chơi. Đấy, xem video đó mà mới biết đến cho bác Nghiệp đấy chứ. Dạo này có cây mới không ạ, bác Nghiệp ơi? Vâng. Đấy, xem suốt. Đấy, hôm nay qua nhà bác Nghiệp đây chơi, thế là tôi lại làm cái video tôi quay cho quý vị và các bạn xem cuốn video này nhá. Nhà bác Nghiệp thì rất nhiều cây cây cổ. Cây lộc vừng này là bác Nghiệp mới lấy à? Đúng không? Lần trước là không thấy có này. Bác lấy ở đâu cây này đây? À. Nói chung lấy lại của một người nữa, người ta lấy rồi mình lại lấy nhầm quen lắm. À, tức là người ấy là lấy ở bên Hà Tây về. Cái cây này là xanh xanh Văn Già. Không, con này xanh quê đấy. Xanh này cái thằng cái ngày xưa là đi tìm cái thanh này kinh lắm. Đây là đi tìm ở cái dòng xanh đấy thôi. Xanh này là Hải Hậu. Chơi làm điểm mấy. Bác Nghiệp, xanh thì xanh Hải Hậu. Không có quê thôi không ạ. Không quê, lá Hải Hậu đó. Này lá to, lá buồn. Không. Lá đẹp lắm. Sau nó dày nó bé tí mà. Vừa thua ra luôn đấy. Sau lại nó bé tí như này. Đấy, ông nội ấy. Là cháu nội ấy. Con này của bác, con bổ ăn không? Tất cả thân này nhầm tôi hết mà. Xem là có con nào bổ là gửi đấy mà. À, có một cái, có cái gửi là từ dưới đây. Vâng, đằng sau, vườn đằng sau. Đằng sau cơ. Ông Quân. Quân. Cây này mà nếu bây giờ mà bác Nghiệp mà giao lưu thì nhiều tiền không? Chắc là tầm ra trăm. Lùi lâu lắm rồi đấy. Vùng này bây giờ có mỗi ông Nghiệp là ông ấy chơi ấy đấy, chơi. Không có rất là già nhưng mà cái thằng này... Sao chỗ này nó lại tím tím hay là do nước giếng nhà ông à? Không, không. Giống cây nó nước mưa nó vào nó thế. Thế à? Giống cây đấy mà đây này nó nổ hết các cây này rồi đó, bắt đầu nổ ở đây, nó chín rồi mà. À mà ông Nghiệp đây ông toàn tưới nước ao đấy chứ. Nước ao thôi mà. Nước qua xử lý rồi đấy chứ. Mình có ao mình tưới ao. Thấy cây bò. Được có hai cây vạn tuế là đẹp. Bà, vâng. Cái này ở nhà bác Nghiệp lâu chưa? Nó rơi vào hơn vào khoảng 20 năm. Ai giờ? Gần 20 năm. Con này sao bác Nghiệp cũng chẳng được. Đây là mình lên đá đã gần 20 năm rồi đó. Lên đá. À, rồi đấy chứ. À. À lúc gần chục năm rồi đấy. Xong bắt đầu lại cho đấy. Bà ơi, bác ơi, bác vặn cho cháu cái đài nhỏ đi tí. Không như vừa rồi, tất cả cái gì mình cứ phải chơi nó đa dạng được. Bởi vì trước cũng bán nhiều lắm. Lúc thì mốt này, lúc mốt kia, lúc xanh này, lúc xanh kia. Đây này, nhà bác Nghiệp bác ấy có cái hồ điều hòa này này. Có rồi làm lại ao rồi đấy. Vâng, có. Bác thả cá ở dưới không? Cái đợt quay có. Cái đợt quay là chưa làm. Chưa làm cái bờ này. Vâng. Vừa rồi đổ bê tông hết cả dưới. Cả đáy luôn à? Đáy đổ chỉ hai phần, còn một phần đất. Vâng. Vẫn phải để đất để nó để cho nó. Vâng.
Nhà bác Nghiệp phải rộng đấy. Cây này có nhiều tiền bằng cây kia không bác Nghiệp? Con này nhiều hơn cơ á? Sao cháu nhìn con kia nữa? lấy nó xong lại gạ sau lại thì sau này nó kết cái chỗ kia thì nó hóa vào đúng không ba? Sau này nó kết vào cái chỗ đấy mà dễ hóa vào là thành tử à. Bởi vì nó có cái rễ kia mình mới chiếm cho xuống được à. Nữa gần bác để nó ra rễ đúng không, xong bắt đầu là bác cắt ra không hạ xuống đến luôn bởi vì nó có cái rễ này nuôi rồi à. Vâng vâng. Sau này nó khóa cái này thì sau này mình để cái rễ này thì để không để thì mình cắt thì rễ này nó ra. Vâng vâng. Thế là nó. Đấy, ông Nghiệp sáng tạo lắm ấy. Nếu mà tuổi đời chơi cây. Nghiên giang nó nói thật, nếu không nghiên giang giàn thì đi hết đâu. Vâng, đúng. Đi ngay từ lúc sôi động lắm. Con này nó giả đúng gạ đổ con canxi. Đổi con cam gì mà không đổi không. Ôi giời, mình đổi làm gì lúc bấy giờ, nếu đổi con này thì phải mua con nhiều tiền hơn nữa. Làm sao mà lúc đấy có ai nghĩ đến ô tô bấy đâu mà tôi. Không ai nghĩ đến ô tô, bây giờ mới lại nghĩ đến ô tô. Bởi vì lúc đấy tất cả là đổi ô tô ác lắm. Xì giả đấy. Bác Nghiệp có cái chậu này hay nhỉ? Chậu này là chậu Đồng Nai hay chậu? Nó Đồng Nai. Nó vào cái cây nó hợp. Vâng, tròn cây. Cây này khoái nhỉ? Cái đợt ra biển thì về bán nó khó nên không mong đến nó biển đâu. Bây giờ thì lại phải chơi nhiều. Bây giờ lại đua nhau Nam Điền. Nhưng mà tôi nghĩ rồi. Mình cũng bán nhiều, mình kinh nghiệm rồi, nó cũng có thời đâu nhỉ. Giả đẹp. Vâng. Cây này có 3 điểm. Cái này là nó mùi. Sao là cây này của bác mại hay gì à? 3 triệu yếu lắm. Đúng không? Nó không có đất, ở thay đất nhưng mà chưa mua được đất. Ở đây đất nhà tôi, đất cũng xét thôi. Bảo mua à? Mua đất trên đất trên nhà Tú hoặc là trên Vân Giang cơ. Đất sông Hồng. Thế mà bây giờ mua cứ phải mua một ô tô 4-5 khối mới chẳng. Con này bé quá, con này mà bác không xử lý là đây đang ấy hết lá rồi này. Úi dồi ôi, ông Nghiệp ơi, để cây. Con này là bác cũng để ấy quá đấy. Biết cái thân của nó rồi. Biết cái này của nó rồi, cái này là để thay đất, đất đi phát là chỉ năm nó lại lên mà. Con này là bác để hơi bị thương. Vừa rồi nó rét cho nên là chưa dám thay. Cái đơn này nó bắt đầu mùa này nó bắt đầu nó thay tùng. Cái sung này bác Nghiệp vừa mới lấy à? Đấy, vừa lấy đấy. Cái sung này lấy nhiều tiền đúng không anh Nghiệp à? Lấy lúc bây giờ là 34 triệu. Chắc được mấy tháng rồi. Mấy tháng. Con này như đường con nhìn mặt như mặt này mới đẹp này, mặt này mặt phẳng. Nhìn như con kỳ nhông chạy. Mặt này đẹp lắm. Mặt này thể hiện cái thân nó ra đúng không? Mặt này đẹp lắm. Vâng. Mặt này mặt phẳng lắm. Cây này nó nhiều quả không hả bác? Quả có rồi nhưng mà vừa rồi mình cắt để làm lại các cái răm ở nhà thế là nó hết. Vâng. Trước nó có quả rồi. Ra quả rồi cái gì? Không bao giờ cũng phải làm nó thông đã. Rồi bắt đầu chơi quả là hãm thì cần xong thì chơi quả thì nó. Nhưng mà chỗ này bác thu vào này thì không để nó ra rễ tiếp à? Không, để cho nó côn vào chân móng rồi gộp nay mai còn nhấc thằng này lên chứ. Thế á? Cho kỹ thì 1-2 năm nữa chơi nhấc quả thằng này lên bắt đầu các cái chân móng này nó quặp dưới này bắt đầu cho nuôi lên nó mới đẻ. Em tưởng ấy thì nó. Con này có cái gì? Đây con này mấy con kia. À ừ, lần đi bác bảo của ai ấy nhỉ? Ông Quân. Ừ, ông Quân ông gửi. À Quân trong Hữu Yên. Ông Quân công an hay gì đúng không? Bên quản lý thị trường.
Nhưng mà vẫn để đây, thế là bác vẫn chăm sóc cho bác ông ý à? Đã làm rồi, đã làm rồi, ông vẫn cứ để này cho nuôi cho ông, đấy như sau rồi cũng mới làm. Lần ý ông cắt cái chỗ này đây đúng không? Đấy. Bác cắt hay ông ý cắt đây? Cái ngày xưa là mình cắt cho cái này. Lâu rồi ông về ông có chăm đâu, vì sao ông để cháy nắng ông phùng phùng lên ông cắt thế là cháy. Bây giờ phải để rông hết lên rồi năm nay mới thu lại. Vâng, coi như phải nuôi đã. Để cho nó tràn các cái đằng kia. Bộ bệ này để cao thế. Cao. Bây giờ nó quạt hết. Cao quá. Bây giờ quạt nhưng mà thật hạ được và hạ bớt đi. Hạ thấp xuống. Ông ấy thì ông ấy không thích hạ, ông bảo cứ để cho nó bẹ nó tẹt cái nó nuôi mãi mới được cái bẹ để ông tiếc. Cái này hạ xuống thì tuyệt vời, hạ xuống lấy từ phần kia thôi. Cái phần gì đấy thôi, phần đừng. Đúng không nhỉ? Bác nhỉ? Hạ đây rồi. Bây giờ là chưa hạ đấy. Không coi như làm lại, Nam Điền thì nó làm nhanh mà. Không có như quê đâu. Chỉ hạ đi xuống xong rồi cắt sơ trên kia qua thôi để hãm xong nuôi đẩy lên thì bảo ông ấy nhưng mà ông ấy không. Nhưng mà để mà nuôi mà như thế này thì đến bao giờ? Đất không có. Không, thằng này ở đây nuôi cũng nhanh lắm. Đấy lúc bên thời xưa cũng về quay nó cái cành này biết. Vâng, em nhớ mà. Con này bò đá nhiều đấy. Đấy, ngày xưa thì chọn cái dòng xanh này quý lắm. Cây xanh lá to. Cây này giống cây trước cửa. Cây này giống cây trước cửa đúng không bác Nghiệp? Cây này giống cây trước cửa. Cũng một loại quê đấy đúng không? Đây này nói đây này. Cây này mà bây giờ bác giao lưu thì nhiều tiền đúng không? Con này chưa muốn bán. Lại chưa muốn bán, thế thì thế thì lấy đâu ra Camry? Con này bệ cũng. Thế mà đi là giặt đến đây thì cái quạt phải quạt bẹ đi thì phí quá. Vâng. Đúng không? Không cân đối. Nó đẻ thì nó lòng ngọt. Đây chưa cắt đây. Đây là nuôi cho ông to xong rồi chưa hết đây để nằm. Phần bệ cốt này. Thế là cây này là cũng cây của ông Quân à? Ông ừ, hai cây này. Đây phải làm điểm. Thế đợt về chú về là quay là chưa thay tháng bẻ này. Vâng. Ở trong cái kia. Đây bác mới thay cho ông ấy đây chứ. Là đi bác mua nhiều tiền hả? Alo cho ông ấy. Alo cho ông ấy một. Bởi anh em chơi nhau thân tình lắm. Bác Nghiệp đây cũng phải nói là quá yêu cây. Vẫn còn những tác phẩm to như thế này. Đây là cây tự dưng quên rồi. Cái gì quả nó tròn tròn. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy là bác Nghiệp này. Những cái cây to mà toàn là xanh quê nhá. Đúng là những cây này một thời thì cực kỳ nhiều tiền. Như cái cây ở đầu ở trước cửa nhà bác ấy đấy. Đổi một cái xe Camry mà bác ấy không bán. Bác ấy bảo là nếu mà đổi xe thì lại phải đi tìm cây khác nó lại nhiều tiền hơn. Một cái xe Camry thời bấy giờ là nó rơi vào 2 tỷ. 2 tỷ thì quý vị biết rồi. Này. Hôm nay tôi xuống thì bác cũng có. Bác ấy mua hai cây, một cây sung và một cây lộc vừng.
cái sung này nhìn. Như một con đấy, quý vị và các bạn có thể thấy những cái tác phẩm xanh quê như thế này. Cách đây hơn chục năm về trước, giá trị trị tiền thì quá nhiều. Mai nhà bác ấy bây giờ mới nở này. Mai vàng. Bác ấy đang hỏi cây xanh Nam Điền của bác Quân kia. Ông ấy lại không định giá được tiền. Thế là đây là hai cháu nội của bà. Hai cháu nội đấy. Hai cháu nội. Ôi giời ơi. Thế thì để ấy nhá. Để chú quay tối lên xem trên tivi là thấy đúng không? Vâng. Thấy cả ông cả bà cả mình luôn đúng không? Các bình con này, vào tay à. Thì bé luôn rồi nhá. Ngại lắm. Cái này bác Nghiệp lấy nhiều tiền không? Lấy vào 98 triệu. Lấy nhưng mà có dám nói ra thật đâu. Lấy nhưng có dám nói ra thật. Lại chưa gì đã sợ bà ấy đấy à. Chưa gì đã sợ bà ấy cằn nhằn à mà. Anh ấy mua cây nhưng mà chỉ là tiền. À thế à. Mình mua 10 triệu mình mua không đáng 10 triệu mình chỉ mua 5 triệu. Bình thế này con này. Cái cây này thì chắc là cậu biết rồi. Cơ bản là thích. Bình đấy. Cái dàn tiểu cảnh trong này không chạy nữa hả bác? Cái dàn này có cháu trên này có nước. À sợ nó cái gì? Không? Sợ nghịch gì? Bà nó lớn lớn này thì mới lại chạy. Chưa có một hoàn bộ cũng to lắm. À, dàn này ai thiết kế cho hả bác? Dàn này cái thằng chú em nó ở dưới Hải Dương. À. Nhìn nó không chạy, nhìn nó cứ khô khô nhỉ. Không. Nó có nước nó chảy trong tường. Ừ, đẹp. Nó chảy trên trong như kia là tường như vậy chảy ra. Bóng trời. Đam mê lắm, bác Nghiệp phải quá đam mê. Nếu mà tính đến bây giờ là mấy chục năm. Bác Nghiệp ơi, nếu tính đến bây giờ mấy chục năm yêu cây rồi. 20 năm. Vào mạnh lắm. Vào. Vào. Ủa là con gì mà bảo ơi. Cái phòng tàu này. Phòng tàu này cắn đấy. Trường cũng có cái cây dâu dài.